Đây có thể là bức ảnh giàu có nhất mà bạn từng thấy. Tại sao ư? Hãy cùng zoom gần hơn một chút. Chúng ta có Apple, có Facebook, Microsoft, rồi còn gì nữa đây? Google, Twitter, Docomo, Hitachi và những cái tên nghe là thấy khủng vẫn còn có thể kể mãi. Tấm bản đồ mà bạn đang được nhìn vào này được gọi là Silicon Valley, tức là thung lũng Silicon của nước Mỹ, mái ấm của vô vàn những gã khổng lồ công nghệ. Rất nhiều phát minh làm thay đổi nhân loại đã, đang và sẽ được sinh ra ở đây. Cũng như đây là nơi trú ngụ của hàng ngàn cái đầu nhiều sạn. Đây có thể là nơi hàng vạn người ước mơ được chạm tới, nhưng không phải ai cũng có thể trải nghiệm sống và làm việc. Trong số hiếm hoi những người đó, có tác giả Curly Ray Braces, một cây bút kỳ cựu tại cộng đồng Spider Room chúng mình. Trong video lần này, hãy cùng Spider Room theo chân tác giả Curly Ray Braces bước vào một góc của thung lũng Silicon nổi tiếng của Hoa Kỳ qua bài viết Cuộc sống và công việc tại thung lũng Silicon và cùng khám phá xem hàng loạt đế chế cực khủng này là thiên đường hay là địa ngục nhé. Ngoài ra, nếu bạn đang quan tâm tới du học Mỹ cũng như là cơ hội du học tại đây, chỉ cần đơn giản là bạn đang ấp ủ dự định du học ở một chân trời mới, thì đừng quên tham gia vào group Anh Em Cần Cù Du Học của Spy Room nha. Yên tâm là group của chúng mình luôn có đội ngũ chuyên gia vững chãi, sẵn sàng đồng hành cùng bạn dù bạn có đang ở đâu trên hành trình du học này. Link tới nhóm chúng mình sẽ để ở phần mô tả của video. Bạn đừng quên ghé qua khi video kết thúc nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi. Mình đang ở Silicon Valley hay còn được gọi là thung lũng Silicon. Mình chuyển đến đây đã được 3 năm rồi. Thung lũng Silicon có tên khác là vùng vịnh Bay Area, nằm ở phía bắc bang California, bờ tây của nước Mỹ. Khu vực này để chỉ một thung lũng tập trung nhiều công ty công nghệ và startup nổi tiếng thế giới. Thung lũng Silicon thì không có ranh giới rõ ràng, nhưng thường được cho là vùng lãnh thổ từ San Francisco tới San Jose. Hãy tưởng tượng đơn giản rằng hai thành phố lớn kia giống như là một cái bánh kẹp sandwich vậy. Ở giữa cái bánh có phần nhân thịt là các công ty công nghệ lớn và cái nhân thịt này có tên là thung lũng Silicon. Các công ty công nghệ có tiền, lâu đời và có tên tuổi như là Google, Facebook, Apple hay là Đại học Stanford thường đặt đại bản doanh ở đây. Còn startup thì thường chọn chính thành phố San Francisco để phát triển. Chỗ mình sống là chỗ ở giữa, cách San Francisco chừng 1 tiếng và San Jose chừng nửa tiếng đi xe. Ở giữa thì dân cư đường xá thưa hơn một chút, không đến nỗi dày đặc như là San Francisco. Ở đây vẫn đậu được xe ở ngoài đường miễn phí, đi lại không có gì khó khăn và bề ngoài thì rất giống một khu ngoại ô bình thường ở Mỹ. Trước khi tới đây, mình đã từng sống khoảng 10 năm ở Trung Mỹ và một thời gian chừng 1 năm ở bờ đông nước Mỹ. Mình xin được dành buổi TED Talk trong ngoặc kép này để nói về những cảm nhận của mình cho cuộc sống ở đây và đồng thời để trả lời cho câu hỏi tại sao thung lũng Silicon là nơi rất khác mọi nơi khác trên thế giới. Mặt tích cực đầu tiên nghe khá kỳ lạ đó chính là thời tiết ở đây rất kỳ lạ. Nó kỳ lạ là vì khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ thì khoảng 8 tháng trong một năm là sẽ có cảm giác như là mùa thu ở Hà Nội, còn 4 tháng còn lại sẽ lạnh hơn mùa đông của Hà Nội một chút xíu, thường thì không có tuyết. Thời tiết khô, không ẩm, mưa rất ít, chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay số lần mưa trong một năm. Thế nhưng cây cối ra hoa nở lộc rất nhiều, đi bộ trên đường lúc nào cũng có hoa có quả. Nhìn lên trời thường xanh ngắt không một gợn mây. Nếu muốn tuyết thì dân tình đi lên chỗ khác cách đó 3-4 tiếng lái xe để nghỉ mát, trượt tuyết vào ngày nghỉ cuối tuần. Nếu muốn ra biển thì lái xe dưới 1 tiếng là có, mà cụ thể hơn thì ai làm ở Google thì có thể đạp xe ra bãi biển. Làm ở Facebook nếu đúng chỗ thì có thể nhìn thấy biển qua cửa sổ. Nước biển ở đây rất lạnh nên thường người ta chỉ lướt sóng khi mặc đồ kín, chứ thường người ta không đi tắm biển luôn. Nếu muốn đi lên rừng, đi leo núi thì thiên nhiên cũng rất ưu đãi và cũng chỉ mất 30 phút để tới nhiều đường mòn để đi leo cuối tuần. Người sống ở đây có đủ các loại sắc dân, có một số lượng người Á nhiều một cách bất ngờ. Đó là những người ở trong nhóm Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam do rất nhiều người làm kỹ sư nghiên cứu. Vì thế đồ ăn thức uống rất đa dạng về số lượng và chất lượng tương đối tốt so với bất kỳ nơi nào khác ở Mỹ, đặc biệt nếu ai có thời gian mà khám phá San Francisco. Có một điểm đặc biệt cho người Việt là San Jose tập trung rất nhiều người Việt, nên bạn có thể kiếm được rất nhiều món Việt. Những món này do chính người Việt làm cho khẩu vị của người Việt, nên nhiều món giống hệt như là mình ăn ở Việt Nam, chứ không bị mỹ hóa. Vợ chồng mình là người miền Bắc, nhưng chưa bao giờ có chuyện bị phân biệt đối xử từ những người miền Nam di cư tới đây.
là điều làm cho mình rất vui và nể phục những người Việt ở đây. Một nơi ưa thích của cả hai bọn mình là một chỗ ăn uống công cộng kiểu đường phố quầy ăn bình dân ở San Jose. Tới đó, mọi người gọi món bò né ngon hết say. Điều đáng buồn là ở San Jose gần đây đã vắng bóng đi anh Đan Trường và bộ sưu tập xe Tesla của bố con anh. Những người Việt làm ở khu vực này có một số lượng lớn là làm về công nghệ và kỹ thuật. Từ đó, dân trí ở đây cũng rất cao, cuộc sống hàng ngày dễ chịu. Văn hóa ở đây cũng là văn hóa trọng dụng nhân tài. Việc trở nên giàu có hoặc rất giàu có chỉ nhờ vào có tài năng không có gì lạ. Chính vì thế, người giàu và giỏi không chỉ có đông mà còn làm gương cho một phong cách sống ở đây. Nhiều người thành công vì thế mà có cuộc sống không hào nhoáng khoe khoang mà phóng khoáng, giản dị, tự do tự tại. Mình tin việc giản dị nó là một điều gì đấy rất đặc biệt ở thung lũng Silicon mà những nơi khác không hề có. Người giàu ở đây không hề chụp ảnh khoe hàng hiệu, đồ Gucci, túi xách Hermes, xe Tesla. Những người khoe đó là những người nghèo ở Silicon Valley. Người giàu thật sẽ chỉ nói về cuộc sống giản dị trong biệt thự ở cạnh Stanford và những thú vui tao nhã như là lái máy bay hay là thuyền riêng. Còn nếu giàu nữa thì người ta không đo về tài sản mà đo về việc ai để râu xồm xoàm và có cách ăn mặc, cách sống giống với người vô gia cư hơn, ví dụ như là Jack Dorsey, đồng sáng lập và cũng là cựu CEO của mạng xã hội Twitter, là một người cực kỳ giàu. Nếu giàu kinh khủng hơn thì người ta sẽ hoàn toàn không so bì về hình thức mà thi xem ai đóng góp cho tương lai nhân loại bằng cách bay vào không gian trong con tàu con thoi hình cái dương vật đầu tiên. Tóm lại, mỗi người đều có một giấc mơ riêng và tất cả giấc mơ đều liên quan đến việc bạn có bao nhiêu tiền. Ai làm việc gì mà tốt thì họ sẽ được chiêu mời đãi ngộ ở nhiều công ty. Nếu ai muốn làm quản lý cũng có nhiều cửa cho họ. Nhiều người làm quản lý đi lên từ kỹ sư nên biết công việc, có cảm thông với những người kỹ sư khác. Cá nhân mình chưa thấy ai kêu ca về việc người dốt làm quản lý bị đè đầu cưỡi cổ bởi những người không biết gì nhưng có ông ngoại biết. Về mặt công việc kỹ thuật thường nhanh, nhiều và đa dạng. Cảm giác làm việc như là đi trước thời đại 10 năm giữa rất nhiều người giỏi. Điều đầu tiên là về sự đơn điệu về thời tiết. Mỗi ngày thức dậy ở Silicon Valley, mình đều tự hỏi mình đang ở trong Groundhog Day. Bộ phim nói về việc một người sống lại cùng một ngày hết lần này đến lần khác hay không, vì ngày nào cũng giống như ngày nào. Đi ra đường mỗi ngày, thay vì bạn luôn gặp người bán bảo hiểm như là Groundhog Day, thì bạn sẽ luôn gặp một nhân viên của Facebook trong bộ quần áo bò. Thay vì gặp những người giáo viên, thợ sửa xe, người bồi bàn, đại khái là những người không biết mình làm gì, mất chí hướng cho cuộc sống, thì mỗi ngày tất cả những người bạn gặp sẽ là những người có chí hướng, đang làm việc cho các startup khởi nghiệp kỳ nhông sắp phát hành ra công chúng lần đầu tiên hoặc được Google mua lại. Mọi người đều làm ở Tech, Business hoặc là Project Manager. Người ở Silicon Valley luôn muốn bơm tất cả mọi thứ. Trong đó đặc biệt là họ thích bơm tiền và blockchain để giải quyết tất cả các vấn đề của đời sống xã hội. Tuy nhiên tiền dường như không bao giờ là đủ. Để thuê được một túp lều tranh ở đây phải trả với giá khoảng 2 trái tim vàng một tháng. Nó là vùng cố gắng làm ngoại ô nhưng cuộc sống lại xa nhất với một giấc mơ ngoại ô của người Mỹ. Sống ở đây, bạn sẽ không có một ngày buồn chán. Tới sở làm, bạn sẽ liên tục nghe thấy công việc về chuyện người ta đang khai phá cái chương trình này, tăng trưởng chóng mặt cái startup kia, hoặc làm cách nào để đưa học máy, machine learning và thiết bị Internet IoT của mình. Mọi thứ đều phải là số liệu, tính toán, phải có kế hoạch cụ thể. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, những thú vui và sở thích đa dạng phong phú của mình, đầu tư, lập trình, leo núi, bơi thuyền, đạp xe, trượt tuyết và ngủ. Như đã nói, người cuối cùng làm nghệ thuật ở Silicon Valley là anh Bo, cuối cùng cũng đã không chịu nổi và phải dứt áo ra đi. Nhiều người làm việc với ý nghĩ tích cóp thật nhanh và thật nhiều, thậm chí sống trong xe tải để mong có một ngày tích cóp đủ tiền, về hưu non và rời khỏi nơi này. Cuộc sống ở đây bận rộn, ai cũng phải luôn luôn nhìn vào đồng hồ của mình vì sợ muộn việc này việc khác. Khi nói chuyện, người ta rất tự hào về việc mình làm, nhưng hỏi là việc gì thì người ta không nói được vì NDA hay là điều luật bịt mồm của các công ty. Con người làm việc như là cái máy để hy vọng tạo ra những cái máy làm việc giống như con người. Bạn có thể là người làm mạng xã hội kết nối hàng tỷ người ở giữa những thành phố mà mình cảm thấy rất cô độc. Bạn có thể làm ra một cryptocurrency đáng giá hàng tỷ đô la giữa một thành phố luôn làm mình cảm thấy thiếu thốn nghèo đói. Còn bạn sẽ sinh ra ở một nơi mà tỷ lệ trẻ tự tử cao nhất nước Mỹ. Đó là những cái giá bạn phải trả cho giấc mơ Mỹ đã biến thành hiện thực của mình. Còn nhiều việc khác,
Nhưng hy vọng với những nét chấm phá này đã giúp cho bạn du lịch qua màn ảnh nhỏ để hiểu được về cuộc sống và công việc ở đây. Trong khi Việt Nam chúng ta đang hy vọng gồng mình lên kỷ nguyên 4.0, một nơi đã với tới thiên đường 4.0 chính là nơi đây, nhưng đó là thiên đường hay địa ngục thì nó vẫn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Với riêng mình, có lẽ nó là sự hòa trộn của cả hai. Vấn đề là cái gì mình chịu được, cái gì thì không. Và đó là góc nhìn của tác giả Curly Hair Braces chia sẻ qua bài viết Cuộc sống và công việc tại thung lũng Silicon. Tất nhiên, góc nhìn này không phải là tất cả. Nếu như bạn có thắc mắc về các vấn đề xoay quanh cuộc sống và công việc tại thung lũng công nghệ này hoặc một góc nhìn khác thì đừng ngần ngại comment phía bên dưới để chúng ta cùng giải đáp với nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này của chúng mình. Đừng quên, nếu bạn đang quan tâm tới nước Mỹ, du học Mỹ nói riêng hay là du học nói chung, thì hãy tham gia vào group Anh Em Cần Cù Du Học của chúng mình với đường link ở bên dưới phần mô tả để tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!